kìa, ôi ôi ôi. Ôi trời, mẹ sợ chưa? Bây giờ mới tay nó kìa, có ấy rồi kìa. Ui còn bật luôn này, cửa kính cứ mình bật luôn. Nó đen như ở xuống nhà bán ga chứ. Bị làm sao nhỉ? Hả? Ui kìa, ui nó xì ra kìa, Linh ơi, Linh. Ui ui, nó xì ra nhà bên kia rồi. Mày mà có cái xe cứu mấy đứa con. Ui. Nó có bắn tận trong đây luôn. Bắn tận trong đây cơ mà. Ui, cửa kính của mình bật luôn. Nó cái gì của bắn cái này em. Bây giờ coi là cổ thân ấy. Ôi, con bay ra nhà mày hồ đó kìa. Ui. Rồi. Còn về nhà gà bên cạnh em chút. Mẹ con mẹ kia lại đứng ở kia xem bắn ra cho. Cứu hộ bây giờ nó chỉ đợi tắt lửa rồi nó mới ra. Tất nhiên là nó nổ chết. Bây giờ nó nổ. Tầm mình nga như thế. Kìa, ui. Ui. Ui kìa, ui. Sợ vãi. Phun nó mầm kìa. Thế thì gần vậy đấy, nổ kính kìa. Cửa kính thì gần kìa. Ui nổ đấy, thật đi. Em ơi, sợ đấy. Tôi chỉ mong hết thôi. Em ơi, có chúng nhà bán ga chứ, ô kìa. Ui. Sợ thế. May là ra được, cái không có chết cả nhà ấy. Ừ, mấy đứa trẻ con mắc kẹt thế. May là chị chạy sang bên nhà Hồng Sơn đang sửa kìa. Cái mấy đứa trẻ con bị mắc kẹt ở trên, may mà mãi mới cứu được thầy. Nó đưa cái ấy lên này. Được cái ga xuống xong rồi mẹ nó còn phải trèo sang bên cạnh, còn xuống sau mãi xuống sau mà. Thế còn đứa nào nữa? Thường. Ba đứa, một đứa trẻ con, một đứa nhỏ, với mẹ nó. Ủa. Hai đứa sau xuống. Ôi. Xuống đi, mẹ cái bọn này. Biển đang lổ thì ai dám phun? Đấy lúc mang từ xa cơ mà. Lúc mang xuống hai đứa trẻ con xuống. Ui sợ thế. Sao mãi về sau chị Thủy trèo sang nhà bên cạnh ba đứa. Phải nổ cháy cái to rồi. Ui giờ. Sợ quá ấy. May là Linh mẹ làm mẹ áo mà đi. Ui sợ quá mọi người ơi. Thương quá. Khổ thế nhở. Đã dịch Covid thì thường. Có mỗi cái giặt à. Ôi nó còn vâng quật kiểu ui. Ui. Tưởng có xe máy kia thôi. Tưởng tượng người ở kia nhở, em ơi. Em ơi, đến đây. Ông ơi, đến sau cái nhà này không nhớ là nộp đi. Nếu mà không cứu, cứu được ui, điện như là ui. Chết rồi, lộ. Sợ quá. Ui, em ơi, kiểu ơi, ui, cái xe điện kìa, ui, ui, ui. Xong, nhà thích rồi. Em ơi, sợ chưa? Ui, lửa to thế. Ui, cháy ghê rồi. Ui, sợ thế mọi người. Có cá mà hút luôn ấy. Mày đừng đây mà cửa kính còn rung rung luôn ý. Thôi, nếu rung được. Thế rồi, cháy sang bố nhà Thủy Cường rồi. Sao không phun rớt mấy nhà bên cạnh ý nhở? Phun nước kìa. Nhà chị, nhà ông Sơn, à nhà Thủy Cường, nhà không nhà Thủy Cường. Nhà phun nước là nó... Ui, sợ mọi người ơi. Ông Sơn đi, à, Thủy Cường kìa. Ừ. Sơn, lên làm đi.